Kính thưa quý vị, yêu nước và tự hào dân tộc là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi người dân Việt Nam. Tình cảm ấy thấm đẫm trong tâm hồn dân tộc và dạt dào loay láng trên những trang thơ văn. Có lẽ không một con dân đất Việt nào lại không biết đến tuyệt vọng Nam Quốc Sơn Hà, bởi đây được xem như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Và ngày hôm nay, án thơ này đã được đưa vào các loại hình nghệ thuật, trong đó phải kể đến âm nhạc và múa mà chúng ta sẽ cùng được thưởng thức ngay sau đây với tiết mục múa Nam Quốc Sơn Hà do Túc Múa biểu diễn. Sơn Hà đã chính thức kết lại chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Thạch An. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch An. Xin chân thành cảm ơn ban quản lý khu phố đi bộ Kim Đồng và đặc biệt là các quý vị khán giả đã dành những lời động viên bằng những tràng pháo tay ủng hộ rất lớn cho các anh chị em diễn viên của đoàn. Một lần nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Sau đây xin được kính mời các đồng chí lãnh đạo và